El informativo, bản tin. El informativo. Destacar, động từ nguyên mẫu là nhấn mạnh. Destacar. Golpear, động từ là chạm vào, đụng vào, đánh. Golpear. Động từ nguyên mẫu encender, tức là kích hoạt, nhấn. Encender. Chẳng hạn như mình có cái câu là sin embargo, el informativo internacional también destacó que las costas en la isla de Pascua fueron golpeadas por un tsunami, lo que encendió las alarmas en otras naciones de la región. Có nghĩa là tuy nhiên, nguồn tin quốc tế cũng nhấn mạnh rằng những cái bãi biển, những cái bờ biển của cái hòn đảo Pascua là hòn đảo Phục Sinh. Đảo Phục Sinh là một đảo ở ngoài khơi của Chile. Có những bức tượng nổi tiếng khổng lồ á. Fueron, chúng nó bị golpeadas. Ở đây là những cái bờ biển này á, nó bị đánh, bị chạm vào bởi cái cơn tsunami, cơn sóng thần. Cái cơn sóng thần này nó kích hoạt, incendio, nó đã kích hoạt. Đây là cái quá khứ đơn của cái động từ encender, là incendio, đã kích hoạt những cái cảnh báo, là alarma, có nghĩa là sự cảnh báo, tín hiệu cảnh báo. Ở đây là las alarmas, có nghĩa là những cái tín hiệu cảnh báo đến những cái quốc gia khác, những cái quốc gia khác trong cái khu vực. Sin embargo, el informativo internacional también destacó que las costas en la isla de Pascua fueron golpeadas por un tsunami, lo que encendió las alarmas en otras naciones de la región. El alcance, tầm, phạm vi, el alcance. Tính từ corto, corta, tức là ngắn. Lanzar, tức là ném, bay. Lanzar. El proyectil là đường đạn, đường bay của cái đòn đạn á. Mình sẽ có cái câu ví dụ là las autoridades militares de Seúl comunicaron que en país vecino ha lanzado los proyectiles de corto alcance desde la provincia de Bingan del Norte, una región noroccidental fronteriza con China. Những cái nhà chức trách quân sự của Seoul, họ thông báo rằng cái quốc gia láng giềng của họ đây là Bắc Triều Tiên đó đã bắn một đường đạn tầm ngắn trong phạm vi ngắn từ cái tỉnh Pingon, Bắc Pingon, một cái vùng phía phía đông bắc tiếp giáp với Trung Quốc. Las autoridades militares de Seúl comunicaron que en país vecino ha lanzado los proyectiles de corto alcance desde la provincia de Bingan del Norte, una región noroccidental fronteriza con China.